Nhà Chung Love House là một chương trình truyền hình thực tế về tình yêu của 8 thành viên gồm 4 nam và 4 nữ còn độc thân cùng chung sống trong một ngôi nhà đầy đủ tiện nghi do ban tổ chức chuẩn bị trong thời gian 10 ngày đến 14 ngày. 8 thành viên này đã được chương trình tuyển chọn từ nhiều ngành nghề, độ tuổi, cá tính khác nhau. Và trong số 8 thành viên, có một cặp đôi đang yêu nhau thực sự. Nếu cặp đôi này có thể giấu được mối quan hệ của mình trong thời gian sống ở nhà chung không để các thành viên khác phát hiện, thì cặp đôi đó sẽ nhận được phần thưởng là một chuyến du lịch nước ngoài dành cho hai người. Lena, 21 tuổi, công việc hiện tại là người mẫu ảnh và kinh doanh tự do, đã trải qua hai mối tình. Tường Vy, 22 tuổi, là MC và biên tập viên thể thao của kênh truyền hình FPT, có một mối tình sâu sắc năm lớp 11 và nhiều mối tình không chính thức. Cao Bá Thông, 29 tuổi, là một đạo diễn chuyên quay phim và sáng tác nhạc, đã trải qua 3 mối tình. Hoài Thương, 26 tuổi, công việc hiện nay là đạo diễn, có 2 mối tình chính thức và một mối tình đơn phương. Tường Linh, 25 tuổi, công việc hiện tại là kinh doanh tự do, có 2 mối tình chính thức. Hoàng Thạch, 27 tuổi, công việc chính là chuyên viên thiết kế đồ họa, đã trải qua 4 mối tình. Xuân Nghị, 26 tuổi, khán giả đã quá quen thuộc với cái tên Xuân Nghị qua nhiều vai diễn hài kịch, phim truyền hình khác nhau. Tuấn Khôi, 30 tuổi, một họa sĩ vẽ tranh trên kính, đã có 3 mối tình chính thức. Em nghĩ là bản thân mình lúc nào cũng phải mạnh mẽ. Một người đàn ông tốt với em á, là dù trước hay sau họ vẫn như vậy. Khi mà nói ra rồi cái mình lấy nhanh em không thích. Em kiếm người yêu nhưng mà bây giờ tạm thời không yêu ai thì giờ làm sao? Có rất là nhiều bạn nữ mà tại sao anh lại... Tuấn Khôi đã chính thức theo đuổi Linh. Thạch và Na ngày càng khăng khít hơn. Thương thì đã chuyển sự chú ý qua Xuân Nghị, trong khi Thông vẫn luôn dành sự chăm sóc cho Vi. Cặp đôi Vi Nghị tạm thời vẫn giữ được bí mật, nhưng họ còn giữ được bao lâu khi mối nghi ngờ đã dấy lên trong các thành viên? Sáng nay, lần đầu tiên Hoàng Thạch tham gia một buổi chụp hình của Lena. Và dưới cái nhìn của chàng soái ca đang yêu thì cô nàng mẫu ảnh càng xinh đẹp thêm bội phần. Được gọi là một cặp. Chú có diễn tí đi. Buổi sáng Na mời mình đi dự một cái buổi photoshoot của Na ở quận 3. Thì khi mà mình đi theo á, thì mình cảm thấy khác với những gì mình suy nghĩ trước đây về Na. Công nhận là Na phải làm việc rất là cực lực. Thì nhân tiện mình có cầm theo cái máy quay thì mình đã quay và làm cho Na luôn một đoạn phim để tạo một sự bất ngờ, và kèm theo đó là một chùm hoa hồng. Chiều hôm ấy, trong lúc đang làm việc thì Bá Thông nhận được một cuộc gọi từ Hoàng Thạch. Hello, what's up bro? Chuyện gì? Muốn hôm nay tạo một cái bầu không khí thoải mái cho Na đó. Ừ. Thì Thạch sẽ tặng tí nữa. Đúng rồi, tí nữa là Thạch chung của tụi mình nè. Rồi sau đó là Thạch đem hoa hồng tới. Và hồi sáng là có đi quay clip chung với lại Na đó. Na là chụp hình, còn Thạch là quay Na. Giờ Thạch làm clip nhỏ nhỏ Na. Thế là suốt từ chiều đến gần tối, Thạch đã bỏ hết công việc để thực hiện món quà. Sao chưa gửi clip rồi nữa? Lẹ đi, lẹ đi nha. Ừ, lẹ đi, xong rồi. Thôi vậy đi. Rồi.
cho con tim này đừng ngóng trông hao gậy. Thật tế là mà nói là trước giờ mình ít khi tặng hoa hồng cho con gái lắm, cho nên đây giống như là một cái sự kích thích nhẹ đối với mình. Anh sẽ nói em nghe về đại dương xanh. Em sẽ nói anh nghe về đại dương xanh. Em thấy anh không? Thấy rõ không? Thấy rõ không? Thấy rõ không? Thấy này là gì không? Này là gì? Số mấy? Này số mấy? Ở đây. Đang test kiểm tra mắt em nè. Ô, em đang bị buồn mà. Quay đi. Ở đây nè. Em thông cảm, thời gian có hạn, anh cà mặt cho em không được. Nhưng mà anh có bù lại bằng một cái bó bông. Anh với em cũng biết nhau được có hơn có 100 mấy chục tiếng thôi, nhưng mà tình cảm của anh nó tới mức này rồi, mong em nhận. Nó nặng lắm luôn á. Vậy cảm xúc làm sao? Vui quá, vui gì đâu. Đáng cái gì vậy? Từ có bông mình hơi bất ngờ. Vì bất ngờ không nghĩ là anh Đạt sẽ tặng bông cho mình trong ngày hôm nay. Nên là lúc mà nhìn thấy có bông thì không biết là làm thế nào, nên là không biết phản kháng, nên là mặt hơi bị đơ. Còn lại thì sau lúc đó thì mình cảm thấy rất là vui trong một cái tình huống mà anh Đạt tặng hoa cho mình trước mặt mọi người trong nhà. Mình vui nhưng mà mình cũng có chút xíu ngại. Mình nghĩ là tình cảm của mình và anh Thạch sẽ tiến triển tốt trong những ngày sắp tới. Niềm vui của người này đôi khi là sự khó chịu của người khác. Lúc đầu thì mình bất ngờ là được. Cảm giác đầu tiên là cảm giác bất ngờ. Cảm giác thứ hai đến ngay sau đó là mình hơi cảm thấy chạnh lòng một tí. Tại biết ra đây cũng là một người mình thích. Mình có nghe tâm sự từ chị Linh. Thì chị Linh có kể rằng là Thạch cũng tỏ ra là thích Linh, nhưng mà Thạch lại làm cái chuyện đó trước mặt Linh. Thì mình phải suy nghĩ lại về con người của Thạch. Mình không hiểu là anh Thạch có thể đặt vị trí vào cảm nhận của Linh như thế nào khi chứng kiến việc đó hay không. Thạch là một người đàn ông rất là chóng thay lòng đổi dạ, và đứng núi này trông núi nọ. Và cùng một lúc thì mình không biết là Na thì có thật lòng thích Thạch hay không, nhưng mà một điều chắc chắn là Thạch đã làm tổn thương Linh rất là nhiều. Em chỉ bị sốc thôi, chị không có đau khổ gì. Tại vì tình cảm là nhiều đó chị. Nhưng dù thấy hợp thôi, chứ không có cái gì đặc biệt cả, chị đừng nghĩ nhiều. Em thấy là người ta sao người ta lừa dối nhau kiểu ấy. Người ta sống giả quá. Thấy vậy thôi. Mà anh không nói cho Na biết. Tại vì nói ra bây giờ thì cả ba đứa đều có nhìn nhau. Thì mình em biết thôi. Mà kiểu khó lắm chị. Nói kiểu như là anh muốn dắt em về nhà anh trước khi dắt Na qua. Chị hiểu em. Trước khi dắt Na qua. Ngoài cái việc ở nhà chung thì mình với anh Thạch cũng có đi chơi riêng, là do anh Thạch rủ mình đi. Anh Thạch có ngỏ ý là mình về nhà chơi. Thì mình cảm giác là hình như con người đang thích mình. Còn nói một câu là anh đang tương tư một người, bây giờ phải làm sao. Mình cũng nhìn thẳng mắt anh Thạch. Cái lúc anh Thạch nói là anh đang tương tư một người thì cũng là đã nói cũng thẳng mắt mình. Và mình thấy là đó là chân thật. Còn hôm nay thì anh Thạch đã tặng hoa cho Na, và mình cảm thấy là đó cũng là chân thật. Thì mình đang đặt một câu hỏi trong đầu là không biết là anh Thạch là con người như thế nào đây, có đáng tin hay không hay làm sao. Đơn giản là như vậy thôi. Buổi sáng
anh ta đi chơi với mình rất là nhẹ nhàng, rất là dịu dàng, như kiểu là thích mình rất nhiều, như kiểu là muốn tỏ tình. Đến ngay buổi tối hôm đó, tỏ tình một cái khác. Mình cảm thấy người trai này khá đẹo, nếu mà mình nói thẳng ra thì là khá đẹo. Và mình không hề thích một tí nào. Như kiểu là bao nhiêu những cái thích, những cái hợp là hoàn toàn sụp đổ. Mình đã không nói chuyện này ra. Thì mình mong là, chỉ mong một điều thôi, Na không có tội tình gì hết. Nếu mà đã làm tổn thương mình rồi thì đừng nên làm tổn thương Na. Tốt nhất là như vậy. Dù gì thì Na cũng là một cô gái rất tốt. Khi mà mình mời Linh về nhà, mình muốn tạo cho Linh một cái cảm giác thật sự là thoải mái. Chứ không phải là khi là mời về nhà là phải có cái gì đó mới mời về nhà. Mình cũng chỉ đơn giản cho thấy à đây, cái cách sống của mình là như thế này. Thật sự mà nói là mình cũng đã mời Na về nhà mình không dưới 2 lần. Thật sự là không dưới 2 lần. Thì Na đều chưa sẵn sàng cho chuyện đấy. Thì mình nghĩ thôi, dẫu sao á, thì khi mà mình đi vòng vòng ngoài đường mình cũng chả biết phải đi đâu nữa. Mình cũng có công chuyện phải làm. Mình ghé về nhà lấy đồ. Và Linh thì đồ cũng dơ mà để quên ở xe trên xe mình nữa. Thì mình cũng nghĩ bình thường thôi, mình sẽ giặt đồ giùm Linh thôi. Mình chỉ nghĩ rất là đơn giản. Em bảo là em đã bị sốc mà chị Bé. Nhớ là cái gì em mới bị sốc. Em không có sốc đâu. Nhưng mà vì người ta quá giả tội giả lối đi. Là sáng hôm qua là gần như có tính như là tối qua biết được như thế đó. Chị có vấn đề chưa? Chị có vấn đề chưa? Đó, em mới bị sốc. Mà sao con thật súng kỳ quá vậy? Tại sao một người đàn ông buổi sáng có thể tỏ tình với một người mà buổi tối lại có thể viết thư cho một người khác? Và ngày hôm sau thì lại làm một cái màn tỏ tình rất là hoành tráng. Thật sự là cảm thấy là một điều không chấp nhận được. Có lần mình nhớ là ngày thứ 3 Linh ép mình nói là mình có thích Linh không. Thì mình cũng đã trả lời là yêu và thích là 2 cái khác nhau. Thì mình cũng thề, Linh bắt mình thề là làm con lợn. Thì mình nói thích Linh, chắc chắn nếu mà không thích thì mình sẽ không nói chuyện đâu. Nhưng mà yêu và thích là 2 cái khác nhau. Nên mà mình mong Linh hiểu cho mình. Nếu mà biết, tất nhiên là phải biết rồi. Sáng anh đi chơi với em, tối anh đòi tìm người khác. Em phải buồn chứ, anh phải biết điều đấy. Anh cũng là người bình thường, anh phải biết điều đấy chứ. Điều đấy ai cũng biết. Nhưng mà anh lại không phải nói gì với em. Thì có thể, thì chắc chắn trong lòng mình tự trả lời luôn câu hỏi đó. Là thực chất anh Thạch là một con người đẹo, chứ không cần phải nói thêm bất kỳ điều gì nữa. Nếu mà cái cô gái mình thích bị tổn thương thì mình rất là khó chịu. Mình cũng vậy, nếu mà người yêu mình bị tổn thương, mình phải tìm cách, mọi cách để trả lời cô ấy ngay, mọi cách. Không thể cho người khác, cũng thể bằng tin nhắn. Nhưng mà ok, tin nhắn, không có máy quay, không có mọi thứ, không một lời thích, thì mình cho đó là con người thật. Em có bệnh mình à? Đàn ông tổn thương, cái bà nó chỉ trừ 3 em thôi. Là mình trân trọng. Còn mấy nó đơn thương kệ bà nó. Còn em mà thấy phụ nữ tổn thương em thấy khó chịu lắm. Trước em rất là khó chịu. Cho nên là bạn ấy mà nó khóc mà bây giờ em ôm hết á. Hoặc là nắm tay nó, trước là em quan trọng là con gái sinh ra đâu phải là để bị làm tổn thương đâu. Tụi con trai nó khác mình. Tự nhiên đối xử vậy, em tát mặt nó ghê, em thật chị luôn. Như kiểu cái tính em nó vậy rồi. Vừa là cứ thấy con gái bị này em thấy khó chịu luôn. Còn con trai này kệ bà nó, mình ra chị biết không? Linh cũng có tâm sự với mình là cái việc Linh đã từng rất là có cảm tình rất là tốt với anh Thạch đến ngày hôm qua. Và ngày hôm nay thì nó như là một cái điều mà làm cho Linh cảm thấy rất là sốc. Và một khi mà một cái vết sẹo mà nó đã có rồi thì nó không bao giờ nó có thể nào mà nó được trở về như cũ được. Mặc cho những nghi ngại vẫn còn, giờ đây cặp đôi Na Thạch vẫn đang chìm trong hạnh phúc. Ôi. Không cho. Trời bự bự quá trời luôn á. Thôi đi qua bên này. Anh cũng hết hồn. Sau cuộc gặp trước, Tuấn Khôi cảm thấy vẫn còn nhiều điều muốn nói với Thương. Thế là mà bây giờ tâm trạng em đâu có gì đâu đúng không? Bình thường đúng không? Dạ. Thiệt không? Thề đi. Thề. Thề. Thề chứ không phải thiệt. Chứ
Nói chung là em đã nói rồi, ai may mắn lắm thì mới gặp được em. Nói chung là cơ bản là anh không may mắn thôi. Có may mắn được với nhau. Nhưng mà bây giờ em cảm thấy thoải mái rồi thì tụi mình vẫn vui vẻ với nhau, đừng có mặt lạnh lùng với nhau và cũng đừng có. Anh thấy sáng giờ em tươi như hoa với anh không? Có nghĩa là nếu như mà sáng dậy anh thấy em gọi nghỉ dậy mà không gọi anh dậy là anh thấy anh nằm, nhưng mà anh ngủ nhưng mà anh vẫn nghe. Anh từ cái lúc mà anh đọc bức thư đó là anh đã hết cơ hội với em rồi. Nói chung là giờ hối hận cũng không có kịp nữa. Đùa chứ, mốt em định rủ mọi người là sáng đi dậy tập thể dục chứ được cái bữa đầu đi tập thể dục bữa sau ngủ nướng quá. Hoặc là mình còn đi bơi nữa, tại vì mình chỉ còn mấy ngày bên nhau thôi. Thật ra chứ con gái bọn em đâu có cần cái gì nó to tát đâu, chỉ là những cái mà bọn anh chia sẻ bọn em như vậy là bọn em thấy rất là happy rồi. Vui vẻ nha, tình bạn 6 năm Facebook hy vọng nó sẽ còn ở ngoài, nó sẽ không hy vọng là nó không kết thúc ngày hôm nay à. Okay. Rồi bắt tay. Ô, bạn bè thì ok chứ, nhưng mà anh mất cơ hội là có thể biến em thành một người hơn bạn bè với anh rồi. Tại vì với bản thân mình á, một khi mà trong tình yêu mà mình đã có cảm giác người đó làm cho mình buồn hoặc là tổn thương rồi thì mình sẽ không cho người đó thêm một cơ hội nào nữa. Sau cuộc hẹn với Thương, Khôi lại hẹn với một cô gái khác. Ủa, hôm nay có gì buồn nhỉ? Sao thấy mặt buồn buồn? Ừ, hôm nay cảm thấy không được vui. Ừ, thế nhưng mà anh chỉ thương nói chuyện với nhau đúng không? Đâu có gì đúng không? Nói chung như anh với Thương thì không có gì đâu, nhưng mà em có gặp mấy bạn cho nó thì nói giúp anh là khỏi giúp đi, hôm nay anh nói trước với mọi người luôn đi. Chắc chắn là sẽ có một ngày anh sẽ gặp mọi người và anh nói, chứ không có để mọi người nặng nề, anh cũng cảm thấy không thoải mái. Anh hiểu điều đó và em cũng hiểu điều đó đúng không? Tại nhiều khi mình thẳng tính quá cũng là một cái tội á. Em thấy anh là dạng có gì đó đấy á, anh hiểu ý em không? Không. Anh không có khéo á. Anh hiểu không? Đó là cái tội của anh. Nhiều khi em thấy anh thẳng thắn quá không? Không nghĩ đến cảm giác người khác ấy. Nói vậy, khuyên vậy thì rút kinh nghiệm đi ba. Em thấy đó. Nhưng đại loại như là theo em thì tụi con gái đang có muốn thâm thù với anh. Anh hiểu điều đó. Em thì chỉ hiểu là anh nói thẳng thôi. Còn mấy bạn kia thì hình như là có vẻ thấy chị Thương khóc tội nghiệp ấy. Thế nên là em thấy chị Thương cũng tội nghiệp, nhưng mà tại vì anh thẳng tính hiểu không? Nói có gì ở đấy, không suy nghĩ. Tập suy nghĩ như ba. Đi vô chỗ bên tới vô chỗ bên Thông đi. Mình cảm thấy anh Khôi quan tâm đối xử với mình, và vừa lúc anh Thạch như vậy, thành ra là mình cũng có thêm, cũng gọi là một cái lý do thêm để mình tìm hiểu anh Khôi, chứ không anh Khôi không hề là một Bình Phong, hai người hoàn toàn khác nhau. Từ nãy giờ bà Thông đang chờ Lê Na về, không biết là vì chuyện gì. Nãy sao em đỡ vậy? Sao nãy em đỡ vậy lúc mà Thạch thẳng bông em? Em đâu biết đâu, không biết phản xạ như thế nào, hiểu không? Cái chữ trên TV là đằng sau quay, có nghĩa là quay ra đằng sau. Còn em lại đọc ra đằng sau quay, có nghĩa là đằng sau cái anh Thạch quay á, thì sẽ là quay mấy cái bữa của em. Tại vì hồi sáng này em bữa lắm. Em lại tưởng là như vậy nên em mới nhìn vô cái màn hình. Xong em mới không thấy cái gì hết. Xong rồi cứ quay lại thấy anh Thạch đằng sau. Lúc đó là thấy anh Thạch cầm bông rồi. Trong cái TV thôi chứ bản chiếu lại phải không? Nhưng mà mình chưa biết là mình phản ứng sao hết đó. Vậy thấy em đơ, thấy tội nghiệp Thạch dễ sợ luôn, không biết làm sao. Em nghĩ gì sao vậy Thạch? Ok không? Tới bây giờ thì rất là ok. Tới bây giờ, còn mai không biết phải không? Ngày mai chắc phải hơn hôm nay chứ. Thôi giờ cũng trễ rồi, nghỉ ngơi đi. Con hỏi có một câu vậy thôi hả? Chứ em muốn hỏi gì? Em muốn hỏi gì anh không? Không. Mà hỏi có một câu vậy thôi đúng không? Hết rồi đúng không? Nhưng còn có điều mà bá Thông còn chưa nói với Lê Na. Mà Thạch chia sẻ như vậy, thật sự là hiện tại Thạch đang muốn quen một hot girl để cái kiểu mà tự lăn xê cho công việc của mình. Công việc của mình để được bộ mặt của mình nó được xuất hiện nhiều thêm hay cái gì đó, nói chung là nói vậy đó. Còn chứ rồi về sau nếu lỡ gì có cứ bây giờ cái trước mắt này vậy, sau đó mà có tan vỡ gì đó thì lại chắc chắn là phải tiếp tục với Linh.
thì lúc đó không nói không lúc đó không nói là được không đi, được không ba, kiểu vậy. Người ta tự nhiên cứ thích mình đã rồi, bây giờ mình đi cua người ta, người khác rồi mốt đi cua lại, ai mà chịu, người ta con gái này nọ đâu phải giỡn đâu. Thì Thạch nói là có cách hết đó này nọ, thì tới đó câu chuyện nó kết thúc vậy thôi. Thì bản thân Thạch cũng biết là Linh tốt hơn Na rất là nhiều, nhưng mà cuối cùng lại chọn Na vì một cái vấn đề là công việc hay gì đó cũng không biết. Nói chung là mình sẽ cảm thấy nó hơi bất ổn một tí. Mình nghĩ là nếu như mà anh Thạch thay đổi và anh Thạch muốn quay lại với Linh thì không có cơ hội nào hết. Nếu như mà mình để dành cơ hội cho Linh thì mình thật sự là một thằng sở khanh. Mình sẽ nói chuyện thẳng thắn với Linh mặt đối mặt để tìm hiểu được tại sao lại có những cái sự hiểu lầm này nó xảy ra. Thật sự mình cũng không biết phải nói chuyện này như thế nào nữa. Vô trong nhà chung là phải có cạnh tranh và chắc chắn là phải có người được và phải có người mất. Nếu như mà Thạch quay lại cũng tỏ tình với chị Linh như mình thì chắc có lẽ mình cũng buồn. Thì chắc chắn mình sẽ không quay lại với Thạch. Ngoài Thạch thì đến bây giờ thì mình không còn để ý ai trong nhà chung hết. Mình xem các bạn còn lại như là anh chị em. Ngoài tiết lộ của Bá Thông, tối nay nhà chung vẫn còn bất ngờ khác. Tối ngày hôm qua thì Vi bất chợt nói với mình là hai chị em lên tâm sự với nhau. Thì lúc đó thì Thương mới biết một cái điều mà trước giờ mình không bao giờ mình đoán tới được, là cặp đôi bí mật là anh Lị và Vi. Ngày hôm sau thì Vi có gọi điện, đang làm việc thì Vi gọi điện là chị ơi, hai chị em mình ra ngoài gặp riêng đi. Thiệt ra thì cũng đột xuất nghị alo cho em và nói là muốn em set up một cuộc hẹn với Thương để ba đứa có thể ngồi lại nói chuyện với nhau. Tại vì thực sự là bọn em cũng rất là ngại máy quay, em nói thật. Bọn em muốn cái việc này á, nó kiểu nói chung là bọn em muốn nó chỉ hôm nay thôi. Bọn em muốn có một cuộc gặp thoải mái với nhau. Nhiều khi có máy quay á cũng khó cho bọn em nữa. Cái đó là em ngày hôm nay thì công nhận là bọn em có lỗi, bọn em không báo với ekip. Nhưng mà chỉ hôm nay thôi. Sau khi tiếp xúc một thời gian dài thì biết Thương là một người mà là một người đáng để tin. Cho nên Nghị đã hẹn Vi và Thương và nói cho Thương biết sự thật. Cho nên là Nghị muốn Thương kết hợp để có thể đánh lạc hướng mọi người. Thì ba anh em mới đi ăn với nhau. Ăn với nhau thì cứ cảm giác lúc đầu cũng cười, tại vì bây giờ mình đã biết chuyện tình cảm của hai người rồi. Thì nhưng mà được một lúc sau thì anh em mới bàn kế hoạch tác chiến, là coi như là bây giờ ba đứa là cùng một phe với nhau rồi thì làm sao để đánh lạc hướng những người còn lại trong nhà. Không có nghĩ là Vi với cả anh Nghị là một cặp đôi với nhau. Thì xong đùng cái thì nghĩ là cái người mà cần phải đánh lạc hướng nhất là anh Thông. Thì bọn mình mới nói là bây giờ vẫn phải làm sao là để cho anh Thông anh không nghi ngờ anh Nghị và Vi nữa. Tại vì anh Thông đang rất là nghĩ là Vi là cái cặp đôi bí ẩn rồi. Anh Nghị chỉ đang tìm coi người con trai là ai thôi. Em biết Thương thích mẫu người như thế nào. Thương thích mẫu người mà bề ngoài phải đẹp, phải biết trau chuốt cho bản thân của mình. Đó là mẫu con trai mà Thương thích. Còn như Nghị thì không phải đối tượng đâu. Bởi vì Nghị quá xấu đối với Thương. Anh Nghị không phải là mẫu người của mình. Và có thỉnh thoảng anh Nghị có inbox Facebook nhưng mà mình không có trả lời. Anh Nghị gọi điện mình cũng không có nghe máy. Và anh Nghị có nói một câu là Thương em kỳ thị anh đúng không? Có nghĩa là thế là lúc mình nghe câu đó xong mình rất là sợ. Mình bảo trời ơi, anh đã đi suốt ngày rồi, giờ anh về nhà chung anh lại còn cảm thấy anh bị kỳ thị nữa. Thế là mình mới tất bật mình đi nấu cơm, rồi mình đi nấu đồ ăn, rồi nói chung mình không có muốn để anh Nghị một mình.
Thì nhưng mà mình cảm nhận là những cái lúc mà ở bên cạnh anh Nghĩ thì ánh mắt của anh không có dám nhìn thẳng vào, không dám nhìn thẳng vào mình. Cho nên Nghĩ đã nói hết sự thật và Thương cũng thông cảm. Thương cũng không có trách móc gì hết. Bởi vì trong quá trình mà Nghị và Thương mà có những cái sự đối thoại với nhau, ở nói chuyện với nhau thì Nghị luôn giữ mức độ tình bạn, chứ không có phải là đi lấn sâu vào để mà làm tổn thương cô ấy. Thạch đã rõ tình cảm với Lê Na, điều này đã làm cho Linh rất sốc. Trong khi đó, Khôi vẫn theo đuổi Linh. Bá Thông thì vẫn hướng về Vi, dù nghi Vi Nghị là cặp đôi. Vi và Nghị đã phải tiết lộ bí mật cho Thương để nhờ Thương giúp đỡ. Câu chuyện ngày càng có nhiều diễn biến không ngờ. Mời các bạn đón xem tập tiếp theo.